Chỗ này người ta tới tắm hồi xưa cách đây 2.000 năm ha, và xây dựng khoảng năm 1000 năm 78 sau công nguyên. Thì nó có những cái bậc thang đi xuống như vậy đó, nó bậc thang đi xuống chứ nó không có nhảy ùm xuống. Rồi nó có giờ tắm riêng cho nam nữ. Nghe nói đâu ban đầu thì nam nữ tắm chung, nhưng rồi sau đó thì người ta quy định nam nữ tắm riêng, thì chắc có thể là tất nhiên rồi, nam nữ tắm riêng rồi, người hầu người kia tắm riêng rồi, con của mấy người hầu thì sẽ lau cống, nói chung lau dọn giữ gìn mấy cái này sạch sẽ, làm việc làm mấy công việc dọn dẹp. Nhưng người hầu vẫn được đi tắm ở đây. Người ta dùng cái hệ thống rồng rọc để kéo đá lên trên, xây cái mái vòm 20 mét. Mái vòm đó bây giờ chắc là không còn, không còn, không thấy, không thấy cái mái vòm mà nó tròn. Cái hồ tắm này rất là lớn, rất dài, cũng khoảng 25 mét ạ. Như cái thời La Mã đó thì nó rất là hoành tráng, hưng thịnh.